Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Vâng, hôm nay bên Việt Thắng Mobile có quay trở lại làm video. Mong được nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Thì đầu tiên thì cho phép bên mình sẽ giới thiệu qua với các bạn là bên Việt Thắng Mobile đang có một số mẫu máy khá là mới. Thì không biết là có phục vụ được nhu cầu của tất cả các bạn không, thì mình sẽ đi vào review tất cả những chiếc máy để cho tất cả các bạn cùng xem và tham khảo nhé. Trước hết đây nó là mình có một ít máy iPhone 8 Plus 64GB quốc tế này, quốc tế Mỹ này, 7 Plus 128GB hàng vẫn còn tồn này, mấy chiếc máy Android cấu hình cũng khá, nói chung là cấu hình khá, màn hình khá to để phục vụ nhu cầu giải trí của tất cả các bạn, và 5S vẫn còn tồn, 5SE vẫn còn tồn, và Z7 Prime và Mi 5 Plus. Đó, thì hôm nay mình sẽ vào review cho các bạn những chiếc máy 8 Plus trước đi nhá. Vì 8 Plus thì hôm nay mình lấy cái lô này về thì tất cả nó đều là hàng zin nguyên áp, nhưng mà nó là hàng phẩy các bạn nhé, hàng phẩy, không được là hàng chất đẹp keng. Nó là hàng phẩy đây, tất cả đây. Bên mình có được đây. Bên mình về được là 8 cây. Đấy, 8 cây 8 Plus, 2 đen, 2 trắng, 2 vàng. Không có cây đỏ nào, hơi tiếc. Định lấy chục cây nhưng không nhặt được màu đỏ nên là thôi. Thì mình sẽ vào review cho bạn từng cây một. Cây thứ nhất nó là một cây 8 Plus máy màu đen, ngoại hình của nó thì đây có một vết xước, đây một vết xước thì rất là rõ. Đấy. Một vết xước rất rõ, đây vết xước rất là rõ nữa. Thì các vết này ở ngoài thì nhìn nó sẽ không rõ đâu nhé. Ở trên video mình quay này thì video của iPhone mà, cho nên là nó các cái vết đấy nó sẽ nhìn rất rõ, nhưng ở ngoài nó sẽ không rõ. Đây con này nó sẽ là bản, tất cả đều là bản quốc tế 64GB các bạn nhé. Quốc tế 64GB, mình sẽ vào kiểm tra pin cho các bạn. Pin con này là 85% đấy các bạn nhé. Đó, riêng màu đen, màu trắng bên mình đang bán cho các bạn giá là 7.900.000, còn màu vàng bên mình sẽ bán giá là 8.200.000. đó, giá nó cũng rất là hợp lý thôi đó, cho nên là các bạn cứ tham khảo nhé. Đây, tất cả đều là hàng nguyên áp, mình đã thổi, đã hút hơi nhé, hút hơi căng đét luôn, các bạn không phải lo vấn đề về áp ủng. Đây các bạn này, cứ nhìn phần trăm pin là các bạn biết độ zin của máy nhá. Đó, ví dụ như các cái máy mà thường thường 8 Plus nó sẽ dao động tầm này là 8X, pin nó chỉ tầm 8X thôi. Còn nếu mà 9X là những cái máy cực kỳ chất, hoặc là nếu mà có những cái pin họ kích lên thì nó cũng sẽ là 9X. Đó. Còn đây này thì ngoại hình của nó đẹp tầm khoảng 96% các bạn nhé, 96%, đó. Mặt rất là đẹp. Bên mình bán ra thì sẽ tặng các bạn kính cường lực ốp lưng và cáp sạc các bạn nhé. Đây, đây một tiếp nữa, một cây màu gold. Màu gold. Tất cả máy đều mình đều đã reset hết rồi nhé. Các bạn yên tâm, về thích thì reset, còn không thích thì thôi nhé. Đây con này pin 88% luôn đây các bạn ơi. Pin 88%. Đó, mình sẽ đi vào tất cả bọn này màn hình đều không ám ố, không phản quang các bạn nhé. Đấy, mình sẽ đi vào review ngoại hình cho các bạn đi. Đó. Tất cả đều là hàng nguyên áp nhé. Đó, con này thì đẹp hơn. Đây nó cũng bị xước một ít ở đây. Đó, nó có ít vết xước. Đó, đấy, con này đây chấm rất là nhẹ thôi. Ừ. Con này thì ngoại hình của nó đẹp tầm khoảng 97% này các bạn ạ. Đấy, đẹp 97%. Con này bên mình đang bán là 8.200.000 các bạn nhé. Đấy, màu vàng gold. Ok. Pin 88% các bạn nhé. Đó, mình vừa vào kiểm tra thôi. Còn tất cả các chức năng khác thì các bạn không phải lo, các cái để bên mình đều test kỹ hết rồi. Đấy, màu trắng này, màu trắng rất là đẹp, màu trắng của iPhone 8 rất đẹp các bạn nhé. Nó khác hẳn màu trắng của bọn 7 đổ lại. Bọn 7 đổ lại thì màu trắng thì ở màu trắng nhôm, còn đây là kiểu màu trắng sứ các bạn ạ. Trắng sứ, bây giờ sơn nhà tất cả đều trắng sứ. Nhà mình mới sơn màu trắng sứ. Rất là đẹp. Đấy, con này thì bị xước một ít rồi. Đấy, xem một ít ở đây thôi. Còn lại đẹp các bạn nhé. Đó, thấy chưa? Con này thì nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 97-98%. Đây,
ở chỗ này nó cũng đây các bạn nhìn có rõ không? Đấy nó cũng bị xước một tí thôi. Nói chung đây là các cái máy zin này thì cũng không thể nào mà tránh khỏi được. Nói chung 8 con lớp thì những cái hàng này nó được coi là hàng phẩy nha các bạn nhé, nó không được coi là hàng zin keng, zin chỉnh chín hoặc là đẹp đâu. Đấy, đây nó là hàng zin phẩy, mình sẽ bán cái giá là zin phẩy 7 triệu 9 các bạn nhé. Mình sẽ vào xem phần trăm pin cho các bạn. Pin là 84% các bạn nhé. Đó. Bọn này thì cứ quả nào mà dưới 80 thì mới thay, còn không thì không phải thay, bởi vì cái dòng 8 Plus này các bạn thừa biết pin nó rất là trâu, cấu hình của nó cũng rất là trâu, cho nên game thủ thường xuyên là thường họ sẽ chọn, đa phần là sẽ chọn bọn 8 Plus để làm máy chơi game. Đây con đen này đấy, ngoại hình nhá. Đấy. Đây, nó có một chấm nhỏ này. Ngoại hình này. Đây thì nó cũng có gọi là bạc theo năm tháng ấy, nó cũng gọi là bạc theo năm tháng này. Đấy. Mình sẽ xem phần trăm pin cho các bạn. 86% các bạn nhé. Đó. Tất cả đều zin nguyên áp. Bên mình đã bán là 7 triệu 9. Đây, tiếp tục nữa một cây gold nữa. Đây, gold này nó có chấm này. Chấm này, đó. Đấy, một chấm này. Đấy. Hai vết. Đấy, bọn này mình đang bán là 8 triệu 2 này. Pin 87% này, hai con màu gold này pin khá là ok phải không các bạn? 87 với 88% rất là tốt. Đó. Màn hình thì không ám ố, không phản quang, không chấm phẩy gì đâu các bạn nhé. Màn rất là ok. Nói chung là ngoại hình vỏ vỏ viết của nó thì có hơi xước thôi. Chứ còn nội thất bên trong các bạn yên tâm đều là hàng zin nguyên áp các bạn nhé. Đấy, tiêu màu trắng này các bạn nhìn thấy đẹp không? Lung linh luôn. Nhưng mà còn phải xem đây này. Vết cẩn nhẹ này. Đấy. Nói chung cái nô 8 Plus hôm nay thì cái nào nó cũng sẽ có vết cấn nhẹ các bạn nhé. Đấy. Con này thì có đúng một vết này thôi. Một vết này không khéo các kênh khác thì sẽ bảo là hàng tầm khoảng 98-99%, nhưng mà kênh như cây này của bên mình nó đánh giá rơi vào tầm khoảng 95-96% thôi các bạn nhé. Đó, hàng phẩy đẹp. Nói chung phẩy đẹp. Đó. Đã xong cái lô 8 Plus. À, mình chưa xem pin của nó đúng không? Đây để xem pin luôn. Ủa, pin con này là 83% này. Đấy. Còn 83% nên nói chung là pin hôm nay toàn 83, 84, 85, 86, 87, 88. Rất là ok. Đó. Tiếp theo nữa đây là hai con 7 Plus 128 GB vẫn còn tồn ở cửa hàng mình. Thì hai con này thì hầu như là pin của nó là 80% thì phải. Ôi, bỏ sử dưới sạc của ta rồi. Con này thì pin của nó đều chỉ có 80% thôi. Đấy 80 đây. Đấy con tồn lại. Con này pin bảo trì cơ. Các bạn đợi mình một chút nhé. Xin lỗi các bạn nhé. Tầm này khuya khuya rồi, tầm này là 9 rưỡi rồi mà vẫn còn khách. Đây hai cây đen này thì ngoại hình của nó đẹp là bọn này thì xác định là đẹp tầm khoảng 98-99% luôn đấy. Nó không bị cấn nặng như cái bọn kia. Nó pin bọn này thì đấy các bạn biết đấy, pin 7 Plus nó ra sau. Đấy nó pin nó kém hơn 8 Plus một chút. Đấy. Bọn 7 Plus này bên mình là bản 128 GB. Bản quốc tế Mỹ. Đây mình vào xem lại quốc tế Mỹ hay quốc tế Nhật mà quên, bởi vì cái bọn Mỹ Nhật bây giờ nó không quan trọng nữa đâu. Đây 128 GB quốc tế Mỹ các bạn nhé. Đó, bên mình đang bán cho bạn giá là 8 triệu 600 nghìn nhé. 8 triệu 600 nghìn thôi. Ai như con 7 Plus màu hồng nữa. Đây quên mất. Quên là có tồn một con màu hồng. Đây một cây màu hồng 128 GB nữa đó. Đây là còn lại 3 cây. Đó là pin bảo trì ở 79% này. Thần tài này đấy.
pin thần tài luôn các bạn nhé. Đó, thế mình đang bán đông giá là 6 triệu 6 các bạn nhé. 6 triệu 6 cho bản 128GB là siêu rẻ rồi. Vâng, tiếp theo nữa mình để thay đổi không khí mình sẽ làm video về cái bọn dòng máy Android cho các bạn nhé. Thì trước hết nó là một con Oppo A3s đi. Đây một chiếc Oppo A3s RAM 2GB bộ nhớ 16GB hàng công ty các bạn nhé. Đây là hàng công ty Việt Nam này. Đấy. Con này ngoại hình của nó thì đẹp tầm 99% luôn. Rất là đẹp, khách dùng rất là giữ gìn nhá. Đó. Cái này thì bên mình đang bán cho các bạn giá là 1 triệu 8. Bản RAM 2GB bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Đó. Ok nhá. Tiếp theo nữa một chiếc Oppo F5 1 triệu 9 RAM 4 bộ nhớ 32. Đấy. Đây, con này khả năng sẽ bay trước. Nhưng con này thì đây mình sẽ vào, mình cũng không hiểu tại sao đây màn hình có hai cái đường kẻ này. Hai đường kẻ này. Đấy, kiểu kẻ phản quang đấy. Đó. Các bạn nhìn rõ. Đó, bên mình bán cho các bạn giá là 1 triệu 9 nhá. 1 triệu 9 mà con này là RAM 4 bộ nhớ 32 nhá. Nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng của nó đâu các bạn nhá. Máy rất là ok, nó không ảnh hưởng cảm ứng. Bọn này các bạn nên xác định về cày phim hoặc là cày game thì tuyệt vời, bởi vì RAM của nó tận 4GB cơ. Ổ của nó là 32GB. Đó, cho nên các bạn về cày game rất là tuyệt vời, quên mất được không nói đến số điện thoại. Thì số điện thoại bên mình có hai số, đó là số thứ nhất là 0775558333. Số thứ hai đó là số 0934455203. Đây cũng là số Zalo của bên mình luôn. Các bạn nào mà mua những chiếc máy mà cần đòi hỏi hình ảnh hoặc video thì có thể add Zalo của bên mình. Thì bên mình sẽ gọi gửi hình ảnh và video cho các bạn để cho các bạn yên tâm nhé. Bên mình vẫn có hai hình thức mua bán, đó là một là ship code, hai đó là free ship nhé. Free ship thì trường hợp là các bạn là chuyển khoản 100% giá trị máy thì bên mình sẽ free ship cho các bạn. Trường hợp thứ hai là các bạn chưa tin tưởng cửa hàng thì bên mình có thể cho hình thức ship code. Các bạn nhận máy, kiểm tra máy ok, các bạn thanh toán, nhưng mà khi đấy các bạn lại phải chi thêm một khoản nữa, đó là cái tiền phí ship. Phí ship code thì nó rơi vào tầm mấy chục ngàn đấy các bạn nhé. Còn các cái máy ví dụ như 7 Plus, 8 Plus thì mình nghĩ nó từ 80 đến 150 đấy các bạn ạ. Bởi vì giá trị càng cao thì tiền ship code nó càng cao các bạn nhé. Một chiếc Pantech, các bạn biết Pantech là máy gì không? Nó chính là dòng Sky của ngày xưa. Đây, đó, các bạn nhìn thấy cái hình nền này các bạn sẽ biết. Đấy, Sky ngày xưa đây. Đấy, con này RAM của nó là 2GB, bộ nhớ của nó là 16GB. Thì bên mình đang bán cho các bạn giá chỉ có 1 triệu 200 nghìn thôi. Đó, bọn Sky này thì các bạn sờ cảm ứng của nó thì cực kỳ là thích luôn, rất là mượt. Đấy, các bạn nhìn vỏ này. Đấy, vỏ rất là đẹp luôn nhá. Đó, hai sim hai sóng các bạn nhé. Đây mình sẽ mở nắp lưng, bởi vì bọn Sky này là nắp lưng rời, mở sẽ rất là ok. Mở được, mình sẽ mở cho các bạn. Đó, đây pin là pin rời, pin vẫn Pantech của nó, chuẩn pin hãng luôn. Hai sim hai sóng, một khe cắm thẻ nhớ, hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 128GB. Đó, máy màu trắng rất là đẹp nhé, màu trắng rất là đẹp, rất là hợp với cả cái hình nền bạch mã. Đó. Ok, con này mình thấy con này nó có vẻ đẹp tầm 99%, chả hiểu sao nó còn đẹp như thế này. Mà Sky bọn này thì dòng đời cổ thì chắc chắn là sẽ không có hàng dựng rồi. Dựng họ phải dựng các cái dòng máy đời mới đời cao cơ, còn cái đời cổ này thì họ sẽ không dựng. Đây máy vẫn rất là đẹp nhá. Đẹp tầm 98-99% luôn. Giá chỉ có 1 triệu 2 thôi, màn hình rất là to. Màn to đây. So với dòng iPhone này, đây, ngang ngửa luôn này. Đấy, ngang ngửa luôn này. Đấy. Đấy, thì màn hình à. Đấy, bằng luôn màn hình bọn này 6.5 luôn. Bằng màn bọn iPhone dòng Plus luôn. Tiếp theo một con Vivo. Đây một con Vivo. Đây RAM 3 bộ nhớ 16GB các bạn nhé. RAM 3 bộ nhớ 16GB. Vivo 1724. Đó. Mình không để ý cái dòng Vivo này lắm. Đây nhập lại giá là 1 triệu 650 nghìn. RAM 3GB bộ nhớ 16GB rất là ok, chơi game vẫn là rất là thoải mái. Con Vivo này đây thì ngoại hình của nó có sức sát một chút, rơi vào tầm khoảng 90% các bạn nhé. Đấy, xước bốn góc thôi, nhưng mà xước thôi nhá. Bây giờ toàn vết xước vết bạc thôi, chứ không phải là rơi cần móp gì đâu các bạn nhé. Đấy, con này thì rất là rẻ.
Con này thì đây ngoại hình nó có khác gì con Oppo F5 đâu. Đấy, mà Oppo F5 1,9 triệu, con này chỉ có 1,650 triệu thôi. Đó các bạn nhé. Đây tiếp theo là cái dòng thương hiệu đây, Samsung. Con này là Z5 2016. Đấy, Z5 2016 này. Đấy. Đây là màn zin của máy nhé. Đây là, vẫn là màn zin của máy nhé. Đấy, vỏ vẫn là zin này. Zin này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Vỏ này. Đấy, nó có vỏ nó có một chút phong trần của năm tháng các bạn nhé. Rất là sương gió thôi. Đây, màn hình rất là LED luôn. Đây, màn hình zin của máy thì rất là tuyệt vời luôn. Z5 2016. Đây để mình xem bộ nhớ của nó nhé. Bộ nhớ của nó 16 GB. RAM 2 bộ nhớ 16 các bạn nhé. Bộ này RAM 2 bộ nhớ 16 này. Bên mình đang bán cho bạn giá 1,400,000. Đây. Đó. Hoàn toàn sạch sẽ, sạch đẹp các bạn nhé. Đây. Đấy. Hàng zin theo máy nhé. Giá rất là rẻ rồi, 1,400,000 Z5 2016. Đây con này sản xuất năm 2016 đến giờ là 4 5 năm rồi. S6S. Đây viết gì đây không biết. Chả hiểu đây viết gì. Nó không sạch. Xước rất nhiều nhá. Con này xước rất nhiều đấy. Mình thấy nhìn kỹ, nhìn rất là kỹ thì vẫn thấy có vết chóc sơn này. Chóc sơn rất là nhẹ thôi. Nhưng khả năng đây là để vết chóc sơn rất là nhẹ thôi đó. Còn này rất là ok. Màn hình này, góc cạnh này đó. Góc cạnh đâu mình vào xem màn hình của nó này. Ồ, màn hình trắng sáng sạch đẹp các bạn nhé. Không ám, không ố nhá. Trắng sáng sạch đẹp các bạn nhé. Không ám ố đó. Không đốm, không ám, không ố đó. Cái này bên mình đang bán các bạn bao nhiêu? 1,9 triệu, RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Đây là S6S các bạn nhé, S6S bản Gold. Để mình xem con này. Một email là một sim các bạn nhé. Vân tay vân chân đầy đủ. Đó. Và chúng tôi là chức năng đều ok nhé. Bên mình đang bán cho bạn giá 1,9 triệu thôi. Đây tiếp theo nữa một con Galaxy V, chắc bán cho các bạn giá bằng giá cục gạch thôi. Con này là để cho các bạn giá là 350 nhá. Đó, để cho các bạn giá 350 Galaxy V. Mình khẳng định luôn con này mình mở ra các bạn mê luôn, nó không phải là một con cỏ thực sự đâu. Ở đây mình sẽ mở ra, mở cái ốp này. Đây là mình thông lại của khách này, khách vẫn dùng ốp này. Đấy, các bạn nhìn này, đấy thì nhìn vỏ máy này, đấy chưa hề thấy vỏ đâu nhá, nhưng mà nhìn vỏ này, đấy các bạn nhìn thấy máy nó chất chưa, đấy. Ok chưa, nhìn ở bên trong cho các bạn luôn này, khỏi lăn tăn luôn, đấy. Khỏi lăn tăn luôn, rất là đẹp, rất là sạch sẽ, đấy hai sim hai sóng nhá, hỗ trợ thẻ nhớ nhá, đó. 350 nhá các bạn nhé, 350 là không không có sạc cáp gì đâu, chỉ 350 là chỉ có máy không thôi nhá. Bạn thì lấy cáp cáp sạc thì thêm tiền các bạn nhá. Mua con này được của khách là 300, bán lên đây gọi là lấy tương tác thôi các bạn ạ. Con này dùng thoải mái, nghe gọi, nói chung bọn này các bạn xác định là dùng nghe gọi nhá, nghe gọi Zalo hoặc là Facebook nhẹ thôi chứ không chơi được game đâu. Bọn này thì cấu hình thì chơi game gì nữa. Đây, một chiếc iPhone 5. Đây, con này mình cũng thâu lại của khách mà cụ chuối quá. Cái khách đặt lại mật khẩu iCloud, số điện thoại của khách đây. Khách đặt lại mật khẩu nhưng mà không biết đặt lại. Nó báo là một tuần nữa mới được phép đặt lại mật khẩu. Đấy, mình đã vào kiểm tra rồi. Thì đúng số điện thoại này luôn. Đây, number đây. Đó. Đây. Nó Văn Nam này. Đây thì mình cũng đã đặt lại mật khẩu. Tức là khách mang ra đặt lại mật khẩu nhưng mà lại nó báo một tuần nữa nhưng mà khách lại cần tiền gấp, thế là thôi nhập lại luôn của khách để bán lại cho bạn nào nếu mà cần
không cần iCloud thì có thể là sử dụng con máy này. Đây, nghe gọi hoặc là nhắn tin hoặc là tải ứng dụng thoải mái nhé. Các bạn tải ứng dụng, các bạn nhập tài khoản của bạn vào đây, các bạn thoát cái tài khoản này ra, ấn đăng xuất phát là mất. Đó. Đó, mất luôn. Các bạn đăng nhập cái tài khoản của bạn vào đây thì các bạn sẽ tải game thoải mái các bạn nhé. Trên màn hình đây ở hai góc này thì mình thấy nó hơi hơi ảnh tím một chút, gọi là màn nó già này, hơi ảnh tím một chút, nhưng mà mình thấy dùng một lúc thì nó lại trắng, dùng một lúc nó lại trắng luôn. Đấy, không biết là có phải là do cái hình nền này không, nhưng mà dùng một lúc thì thấy trắng. Tất cả chức năng bình thường, ok hết nhá. Đó, bên mình bán cho các bạn giá là 600.000, 600.000 các bạn nhé. Main zin, màn zin, vỏ zin các bạn nhé. Đó, đây số điện thoại của khách đây. Đó, bạn nào cần thì có thể là dùng số điện thoại này để đặt lại mật khẩu nhé. Đây, máy thì mình mua lại, khách họ bán thì mình ghi là đặt lại mật khẩu. Thì số điện thoại của khách đây, các bạn cũng có thể là liên hệ với khách để xin mã xác nhận nhé. Đó, để cho bạn nào dùng làm máy phụ nhé, 600 nghìn thôi. Ok này, 600 nghìn là được tặng cáp sạc rồi các bạn nhé. Tiếp theo nữa nó vẫn là những chiếc 5SE đi. 5SE bản có vẻ như là 16GB nó hơi 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 khế. 16GB vẫn còn lại 4 cây. 16GB vẫn còn lại 4 cây. Đấy. Đây là 5SE bản 16GB. Pin 97%, chất như này mà các bạn không thích à? Giá 2 triệu 150 nghìn. Khả năng là mình có nhiều máy đời cao quá cho nên à, máy dung lượng cao nên các bạn nhặt hết dung lượng cao rồi, còn lại toàn bản 16GB thôi. Bán giá rất rẻ, 2 triệu mốt. Con hồng này 2 triệu mốt. Con đen này 2 triệu 150. Pin cũng 95% luôn. Các bạn cứ nhận hàng, nếu mà nghi nó là hàng dựng hàng thay vỏ, bách lại cho mình luôn nha, mình thanh toán giả đủ các bạn tiền luôn. Còn như kinh nghiệm trong nghề của mình thì những con này nó là hàng zin các bạn nhá. Sờ vỏ thì cực kỳ sướng luôn. Đó. À, con này pin 87%, 2 triệu 150. Đó. 5SE hôm nay là mình còn 4 cây. Hai cây xám lông chuột, một cây vàng và một cây hồng. Và bản 32GB còn một cây, pin 85%, rất ok, giá 2 triệu 350 nghìn. Đây bản 32GB nhá. Đây mình sẽ quay kỹ về máy này bởi vì có một anh đấy bảo là quay kỹ cho anh đấy. Để xem anh có chốt không. Đây, chấm phẩy một tí thôi. Chấm 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 này. Đấy, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Quay rất là đẹp. Đấy, chấm một chút. Đấy, các bạn nhìn nghiêng thì thấy, còn nhìn thẳng này không thấy đâu. Anh nhìn nghiêng thấy, chấm một chút nhá. Nói chung con này là nó là hàng 98 99% được các bạn nhé. Bởi vì 5SE mà không thể làm đẹp như bọn 78 được. Đó. Rất là đẹp rồi, như thế này là đẹp 98 99% rồi, hàng zin nó chỉ được như thế thôi. Đây. Đây còn màu vàng nữa đây, anh đấy cũng đang cần con màu gold rồi. Và mình sẽ quay view con này thì đẹp hơn con kia. Và đẹp hơn con kia chút. Đây. Chấm một tí tí thôi. Đấy, chấm một tí tí thôi. Đây, chấm một tí tí này. Như đầu kim các bạn nhé. Đó. Đấy, hàng 98 99 này. Pin 87 này. Một con pin 85, một con pin 87 nhá. Đó. Tiếp theo G7 Prime. G7 Prime cây màu đen. Có một cây màu vàng nữa, màu vàng cái này đắt hơn. Thì cái màu vàng này có khách họ bảo là để đấy để mai họ vào cửa hàng. Thì mình cũng bởi vì cũng là khách online mà. Thế cho nên là mình cũng giữ này rồi nhá, để mai mà anh ấy không đến thì mình sẽ lại bỏ ra để bán cho các bạn. Cái model này bên mình đang bán cho bạn 1 triệu 8 nhé, hàng công ty nhé, hai sim hai sóng các bạn nhé, hai sim hai sóng nhé. Đó, hàng công ty này, máy cũng bạc theo thời gian thôi. Đó, bên mình bán 1 triệu 8 thôi. Đây, tiếp theo nữa có Mi 5 Plus nhé. Mi 5 Plus cũng 1 triệu 8 này, RAM 3, bộ nhớ 32. Đấy. Bộ này thì thiết kế ngoại hình rất là đẹp. Đây nó cũng rất là giống bọn F5, F7 nhá. Giống bọn F5. Đấy, rất là đẹp, màn hình rất là to. Hơn 6 inch. Nó đẹp chưa? Màu vàng gold, con này zin nguyên bản luôn. Cầm máy phát biết luôn. Đẹp, con này đẹp tầm khoảng 97 98%.
Đấy, bán 1,8 triệu đó. Hôm nay thì bên mình có một số mẫu máy cả mới cả cũ, cả tồn kho lẫn hàng mới á. Để các bạn cứ xem tham khảo, nếu mà ưng chiếc máy nào thì hãy alo cho bên mình nhé. Còn nếu mà chưa ưng máy nào thì có thể góp ý cho bên mình để bên mình phát triển kênh hơn các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ quay ra để up video cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.